sau phim Harry Potter đau ốm triền miên trước khi qua đời. Robby Coltrane mắc nhiều bệnh trước khi mất. Trong thời gian dài, ông chống chọi với bệnh tiểu đường và ra đi do suy đa tạng. Ngày 24 tháng 10, New York Post đưa tin giấy chứng tử của Robby Coltrane được công bố. Nam diễn viên Harry Potter qua đời ở tuổi 72 do mắc nhiều bệnh, trong đó có chứng suy đa tạng. Trước lúc mất, Coltrane đau ốm triền miên. Ông phải chiến đấu với bệnh tiểu đường, béo phì. Bên cạnh đó, nguồn Mirror tiết lộ Coltrane còn bị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và tắc nghẽn tim. Nhiễm trùng huyết xuất hiện khi nhiễm trùng gây ra phản ứng cực đoan trong cơ thể, trong khi tắc nghẽn tim là do các xung điện điều khiển tim bị chặn lại, tờ báo viết. Robby Coltrane chút hơi thở cuối cùng hôm ngày 14 tháng 10 giờ Anh tại một bệnh viện địa phương ở Lambeth, Scotland. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương sâu sắc, nhất là với cộng đồng người hâm mộ Harry Potter. Trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, ngôi sao người Scotland ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất với vai người giữ cửa Rubius Hagrid khổng lồ và đầy lòng nhân hậu của loạt Harry Potter. J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Phù Thủy, vinh danh nam diễn viên trên trang cá nhân, Robby là một tài năng hoàn hảo. Tôi thật may mắn khi được biết anh ấy, làm việc và cười những chàng sảng khoái cùng anh. Tôi xin gửi tình yêu và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Robby. Lần lượt ba diễn viên Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Green hồi tưởng kỷ niệm đẹp từng có với Coltrane. Tôi may mắn khi được gặp và làm việc với chú ấy. Thật buồn khi chú Robby không qua khỏi. Robby là tài năng đáng kinh ngạc và người đàn ông đáng yêu, Radcliffe bày tỏ. Robby Coltrane tên khai sinh là Anthony Robert McMillan. Nam diễn viên sinh năm 1950 tại Rutherglen, Scotland. Sau đó, ông sử dụng nghệ danh Coltrane để tưởng nhớ nghệ sĩ saxophone John Coltrane.